các bác là có con xanh bóng đá khá là hay, khá là hay và hoành tráng, nó thực hiện tầm trung một chút rồi, khá là nặng và bề thế, ôm trên một cái hòn đá rất là hay. À, chân vệ cũng được, tay tán cũng có rồi đấy. Thì thực tế là cây này thì em mua giúp, mua giúp cho một bác, thì xin phép giá thì không nói ở đây, cũng không bàn ở đây, nhưng mà ta sẽ bàn với cây này về dáng dấp và về cái ưu điểm của nó và nhược điểm của nó đấy. Thì nó là một cây ôm đá rất khá là hoành tráng, hòn đá nguyên khối các bác nhé, đá xanh nguyên khối rất là to và nặng đấy. Thì cây cao tính mặt chậu lên cỡ khoảng độ 5-60 gì đấy, khoảng 5-60, cao chiều cao khoảng 5-60, và chân bệ rất là tốt, rất khỏe, ôm cái hòn đá, cái mỏm đá ở đây, tay tán đã có đấy. Thì em sẽ sửa qua cho bác ấy một chút để gửi cho bác ấy, nó cũng khá là xa ấy, tận Bình Thuận ấy. Đấy, thì cũng xin được chúc mừng bác ấy là cũng chính thức sở hữu cây này đấy bác nhá. Rồi để em tỉa sơ chút cái cây này đấy, rút răm với lại là chỉnh lại bông tí cho bác ấy chơi Tết này cho bác nhá. Trong đấy khí hậu thì nó dễ chịu hơn ngoài Bắc mình, bây giờ rét nên là rút răm là vô tư triển khai cho bác. Cây nó cũng khá là to cao nên là để camera hơi xa chút các bạn, em xin phép là em làm thì nó khá là tập trung, nên là nhiều khi không chỉnh camera, cứ để như này để em xoay kia này, bác theo dõi nhé. Tôi sẽ đi sâu vào việc tôi sẽ báo lại. Đây là có như có
Thank you.
Vừa anh Diêm ơi, anh Diêm về. Không. Còn mẹ em thì biết được hôm nay anh về, mẹ em mới bắt xe anh chứ. Có đâu. Hôm nay anh về trước, anh phải về trước mẹ em mới lên chứ, bây giờ mẹ em lên làm gì? Đấy, anh về về phòng rồi mẹ em mới lên làm cho anh chứ. Để em lên một mình bơ vơ. Em lên một mình bơ vơ, có anh không, có người con trai không? Rồi. Nó với anh Chí, bây giờ lại chửi anh Chí lại. Nó với anh Chí một lần rồi, bây giờ lại chửi anh Chí lại. Anh nói với anh là em nói lại rồi mẹ em không.
đấy, các bạn vừa tỉa xong đây, vẫn lại bông răm theo cái form của nó là vẫn giữ nguyên, form của nó là vẫn giữ nguyên bác nhé. Để bác trong bác chỉnh sửa thế nào gì, bây giờ thì gọn gàng để chi chuyển đi cho nó sạch sẽ tí. Đấy, đầu tiên bây giờ các bác mới nhìn thấy này, đầu tiên là phía mặt, mặt nạ cũng chơi được không, hai mặt thì mặt nạ cũng chơi được. Về thân thế này, đấy, ôm hòn đá hoành tráng, ôm hòn đá đấy. Mặt bên này nhá, về bệ nhá, chân bệ là ổn này, thân này ôm cái nổm đá này rất hay này. Đấy form nó như vậy, cái này hơi cao chút tí bấm bớt đi. Đấy, về mặt trước đây, đấy, cái mặt bên đấy, tay mặt bên này thì nhìn nó rất là hay, chỗ này bám đá rất sâu, rất là gớm. Mặt bên này là mặt chính thì hay này. Đấy. Mặt sau, mặt lưng này. Cái này sau nó, sau mình có, em chưa có cái cạp, sau có cái cạp vớt cái chỗ này đi thì đẹp lắm. Đấy, đẹp. Đó, nó hơi to nên là cái view của cái camera nó hơi hẹp, cho nên là tôi cứ phải đứng xa xa một chút. Đấy, đẹp luôn. Tôi nghĩ là đây là phong cách của bác thích cái phong cách này và nó ổn. Đấy, rồi một lần nữa xin chúc mừng bác nha. Bác có cái tên gần giống em, thiếu mỗi cái khác nhau mỗi cái dấu, họ cũng giống, điện cũng giống, khác mỗi cái dấu. Nó có cái duyên đấy các bác. Đấy, trên xuống. Rồi, xin chúc mừng bác nhé, xin cảm ơn các bác.